đến nhà người yêu chúc Tết nhưng quên mang phong bao lì xì dành cho các trẻ nhỏ và dành cho các bậc phụ huynh. Điển hình ở đây là ba của người yêu. Thì bạn nam sẽ phản ứng như thế nào đây? Bây giờ sẽ là phản ứng A. A. Vờ như không thấy. Hôm nay là bố con mình là cố thủ ở trong nhà. Mấy ngày Tết để con gặt hái nữa chứ. Ai cho lì xì là phải nhận, có hiểu chưa? Ngồi đây. Dạ. Ngồi. Con chào bố ạ. Cái gì? Bố con cái gì? Bố con ai? Ai bố con? Dạ, vợ con. Bạn gái. Bạn gái. Này dạ, nhà bạn gái. Bạn gái con. Bạn gái mà được. Ngồi đi con. Dạ. À, năm mới chúc cậu sang năm mạnh khỏe, cố gắng mà tán được con tôi. Dạ vâng. Nhưng nó thất bại rồi nhá. Dạ, cảm ơn bố ạ. Không chào bố. Vào nhà tao tưởng mày bị cấm. Không, để cho một bạn trai mà nó như người sắp lúc nãy. Bố ơi, tại vì á, vợ con á, đi xe từ xa về á, cho nên hơi mệt đó bố. Lại giờ vợ cái gì? Ta lấy đâu mà vợ, ta đã đồng ý đâu. Ừ. Mà dạ, cái thái độ này thì khó đồng ý lắm. Ừ. Dạ, để con gấp nước mời bố ạ. Dạ vâng, con mời bố ạ. Kiểm kê tài sản từ sáng được bao nhiêu rồi con? Lì xì hết vừa rồi đâu rồi? Uống nước bố ơi. Bố. Ừ. Dạ, bố uống nước đi ạ. Vâng, cảm ơn. Dạ. Dạ. Bing bong, bing bong. Ôi trời ơi. Bác ơi, con có nhà không? À, chào bác lắm. Chào bác. Ôi chào con, ơi dễ thương quá vậy nè. Con quay tay chào để bác lì xì con. Con chào con. Trời ơi. Chúc Tết đi lì xì con. Chúc Tết cô đi để cô lì xì nè. Con chúc Tết con mạnh khỏe. Trời ơi. Ôi thương quá nè. Chúc con nè mau ăn chóng lớn nha. Ôi thương. Đưa bố cầm cho nhé, không mất. Mất ra đi. Con chào bác Hoàng nè. Rồi. Con chào bác Hoàng. Ừ. Ôi chăng nữa. Chúc bác Hoàng, chúc bác Hoàng. Chúc bác Hoàng năm mới vui vẻ. Cảm ơn con, chúc con cô cũng năm mới vui vẻ, không quạo nha. Thôi, lì xì cho con nè. Ôi trời. Để đưa con cho. Cảm ơn. Mời. Bác ơi. Bận. Tụi con còn qua mấy nhà nữa, cũng chúc Tết. Và nên cho tôi phép tụi con đi. Năm nay làm ăn khá quá, lì xì nhiều quá, giờ phải đi phát bớt để cho đỡ nổi. Thôi, thế thì đội ơn hai chị nha. Dạ bác. Chào hai bác rồi. Con chào hai bác. Ok, bye con. Dạ cho bác về. Đi nhà nha. Dạ. Đi. Sao bố cứ thấy tự nhiên nó thiếu thiếu gì? Dạ, bố đã ăn cơm chưa ạ? Cảm ơn anh, tôi ăn sáng rồi. Dạ. Ông ngồi đây. Công việc của mình bữa nay sao hả bố? Vẫn thế, ngày đi làm đồng, tối đi ngủ. Dạ. Tụi con ở trên thành phố cũng vậy á bố. Đi làm cũng rất là cực. Thật chú này không lì xì hả con? Vờ như không thấy nha em. Em ơi, em học lớp mấy rồi? Dạ con học lớp 1. Lớp 1 hả? À, có được học sinh giỏi không? Dạ được. Giỏi quá ta. Tết năm nay mẹ sắm cho mấy bộ đồ? Không có lì xì nên chưa mua cái gì con ạ. Ok, đó chính là trường hợp A. Và bây giờ sẽ là phương án B dành cho bạn nam. Đó chính là vay tiền của bạn nữ để lì xì cho cháu. Rồi, con kiểm kê tài sản chưa? Hôm nay mình kiếm được bao nhiêu? 1 triệu ạ. Ôi giời ơi, khá quá. Dạ bố ơi, cho phép con với... Lại bố khổ lắm. Dạ bác ơi, cho phép con với bạn đi ra ngoài nói chuyện xíu được không bác? Hồi sáng á, đi gấp quá cho nên... quên đem theo tiền, em đưa cho anh một ít nha. Em thấy khách này là hay nhất á. Hợp lý, dĩ quả trả lời nha. Anh em mình quá. Cái gì đấy? Bé, bà đây ngồi giữa nè. Chúc Tết đi. Rồi, bây giờ con chúc Tết cô chú coi. Con chúc Tết cô chú mạnh khỏe. Sao nữa? Vui vẻ. Rồi sao nữa? Hết. Bố. Giỏi quá, để chú lì xì cho con nha. Không biết mừng tuổi được bao nhiêu mà bắt đây là của chú kinh. Đây là của cô. Học giỏi nha. Dạ. Của cô, con cầm luôn của cô. Cái gì đó con? À lì xì đấy à? Đấy, này hai đứa ngồi đây nha, để bố dọn cơm hai lát. Được chưa? Đi vào dọn cơm. Hay quá.
chúng ta hãy tiếp theo với phản ứng C. Và phản ứng C đó chính là thú nhận quên tiền, hẹn lì xì sau. Này, ông Bảo này. Thế thôi ông cháu mình đi ngủ nha. Dạ. Cứ ngồi thế này không thì nó mất thế thôi. Thôi. Dạ. Tiền vẫn thế thôi. Dạ. Bác ơi, dạ, cho con nói chuyện chút xíu ạ. Thật ra thì sáng nay á, con với lại bạn đi sớm á, cho nên con cũng quên mất là chuẩn bị lì xì cho em á. Cho nên bác thông cảm bỏ qua để đợt sau con về con sẽ lì xì cho cháu được không ạ? Đợt sau à? Dạ. Thế để năm sau đi. Dạ không ạ. Chắc hai bữa nữa con lại về ạ. À về à? Dạ vâng ạ. Nhưng mà thanh niên trai tráng này đi đường xa mà không có tiền à? Tại vì quên bác ơi. Quên à? Dạ vâng ạ. Thế thì này, con có số tài khoản không? Đưa cho chú ấy, chú ấy bắn. Ai... Dễ thương. Mỏng hơn để gần nhau hơn. Bao cao su Time Top. Mỏng hơn để gần nhau hơn. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.